Đoan Trang và Lân Thắng là chùm sò khởi phát chiến dịch bôi nhọ Bác Hồ. Từ một nguồn tin thân cận trong nhóm kín của đám Đoan Trang, Lân Thắng, Hoàng Dũng, đặt toàn đám đệ tử của Voi cho biết, chính đám này là những kẻ khởi xướng trò bôi nhọ đả kích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng cho đàn em lâu nhâu trong nước hùa theo. Chúng gọi đó là chiến dịch HDCT hay thoát cụ, cách gọi tương tự như trò thoát hán bài tàu. Dưới đây là một trong những đoạn hội thoại ở một nhóm chuyên đề về việc này ngày 27 tháng 10 năm 2015, được bí mật chụp lại cho thấy Đoan Trang yêu cầu các đồng đảng của mình phải bền bỉ thực hiện chiến dịch chôn lãnh tụ vì cho rằng dân Việt bị nhồi nhét về Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ rồi. Để giải thiêng Hồ Chí Minh cần phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, trong nội bộ nhóm này cũng có ý kiến không đồng thuận về cách thực hiện của Đoan Trang và Nguyễn Lân Thắng, mang tính xúc phạm, chế giễu gây phản ứng ngược, khuyên nên viết về những sơ hở thiếu sót của Đảng, Bác Hồ, rồi lồng vào đó chủ trương thoát Hồ sẽ thuyết phục hơn như ý kiến của cựu ứng cử viên đại biểu Quốc hội Hụt Nguyễn Kim. Những người theo dõi đám này thời điểm đó sẽ thấy rằng sau khi Lân Thắng đăng ảnh chế nhạo xúc phạm Bác Hồ và con đường ra đi tìm đường cứu nước của Bác đã khiến cộng đồng mạng nổi sóng phẫn nộ, khiến một số người dân Hà Nội kéo đến nhà Nguyễn Lân Thắng để phản đối. Tuy nhiên, dư luận càng phản đối Đoan Trang và Lân Thắng càng hả hê thúc đẩy chế nhạo Bác Hồ bằng việc ví von hình ảnh việc làm của chúng với Bác để hạ thấp vai trò ảnh hưởng của Bác đối với người dân. Qua đoạn hội thoại trên cho thấy rõ chúng có bàn bạc thống nhất và thúc đẩy với nhau trong cách thực hiện, xem đó như là sứ mệnh để chống cộng, chống chế độ. Muốn vậy thì việc đầu tiên là phải đánh đổ tình cảm thiêng liêng của người dân đối với Bác. Có đó mới thấy được vì mục tiêu lật đổ chế độ, chứ chúng không từ bất cứ thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ nào, bất chấp cả đạo đức tối thiểu của con người, là phải biết ơn cha ông hy sinh cả cuộc đời cho đất nước, gia đình có ngày yên bình, hạnh phúc như hôm nay.